Xin mến chào anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Lan Di Phong anh chị à. Và em là Di Phong đây. Và hôm nay em bán hàng, video này được phát tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong cũng như là fanpage của cửa hàng Hoa Lan Di Phong anh nha. Và nếu mà anh chị có nhu cầu về mua vật tư, hoặc phân bón trồng hoa lan hoặc cây cảnh, anh chị có thể truy cập website là cửa hàng diphong.com để cập nhật nhiều loại phân bón mới để mua cho mình nha anh chị, tìm hiểu mua cho mình. Và trong video lần này em xin được phép giới thiệu anh chị về những cái dòng cây con năm cánh trắng của hàng này, là hàng của Thái Lan nha anh chị. Em xin nhắc lại là hàng của Thái, và cái hàng này á là hàng công nghiệp do Thái làm ra và ra hoa trắng rất là nhiều, tỷ lệ rất là cao anh chị. Một số dòng trước đây em bán á thì giống như một số chậu mà lớn lớn lúc trước á, anh chị thấy toàn là đều ra hoa trắng hết rồi nha, tỷ lệ ra ám nó cũng rất là hiếm thôi vậy. Nhưng mà cái khuôn hoa đó là khuôn hoa, một số cái đầu clip em có để trên đầu clip một số cái mà cái lô nó ra đa số những mặt hoa em để đầu clip là cánh trắng hoa to rất đẹp và cực kỳ là thơm luôn. Và đây là dòng cây con năm cánh trắng hàng của Thái Lan đây anh chị à. Và mặt hoa của nó thì em xin đảm bảo với anh chị là mặt hoa trắng anh chị, và nó sẽ ổ ra rất là nhiều mặt hoa trắng rất là đẹp, mà hàng này hàng công nghiệp và giá bán của cây này là 55.000. Rồi khi mà anh chị mua từ 5 tới hoặc tới 10 cây á anh nha, 5 tới 10 cây bên em sẽ bao ship cho anh chị luôn, bao ship trên toàn quốc nha anh chị. Dịp này thì bên em có những cái đợt chương trình khuyến mãi về tặng phân bón và hỗ trợ khách hàng, thì nếu mà anh chị nào lấy phân bón kích rễ thì em sẽ không bao ship, và nếu mà bao ship đi nhanh trên toàn quốc thì anh chị là sẽ không được món quà phân bón anh nha. Phân bón là kích rễ hoặc là B1 hoặc là mấy số phân bón á, phòng trừ nấm bệnh đó. Thì đó thì 55 nhân cho 5 5 cây đó, thì anh chị cứ nhân lên và em sẽ bao ship, anh chị chỉ trả đúng số tiền đó thôi, hoặc là 10 cây là 550 ngàn, anh chị chỉ cần trả đúng số tiền đó thôi, và phí vận chuyển thì để bên em hỗ trợ cho anh chị một phần anh nha. Rồi thì những hình ảnh cây bán là cây như thế nào, là cây là hàng của Thái Lan về, em đã dưỡng là rồi, xịt thuốc phòng ngừa nấm bệnh và xịt tưới B1 rồi. Những cây đang phát triển rất là tốt như thế này đây, đây cây tầm khoảng từ khoảng tầm 3 cm nha anh chị, đang phát triển rất là tốt, một chậu tầm khoảng từ 1 tới 2 thân. Em về rất là nhiều, thì cái những cái đơn hàng này thì nếu mà anh chị nào lấy sỉ, hiện tại em đang có 2.000 cây, giống như hồi tối hôm qua thì em đã giao một đại lý ngoài miền Bắc là 1.000 cây rồi nha. Giá sỉ thì em sẽ để anh chị giá rất là hấp dẫn, anh chị có thể liên hệ. Và nếu mà một số cây giống hàng từ Thái Lan về, anh chị nếu mà có nhu cầu nào hàng từ Thái Lan về em sẽ nhập về cho anh chị anh nha, thông qua và sẽ chuyển chành xe, mà anh chị phải vui lòng chị chuyển khoản trước cho em anh nha. Đối với một số khách quen đó, một số đây, một số dòng năm cánh trắng nè, anh chị thấy nó mầm này đang lên phát triển rất là tốt rồi. 55.000 một chậu, thì một chậu tầm khoảng từ 1 tới 2 thân, đang phát triển cực kỳ là tốt và bên em đã dưỡng là hết rồi anh nha. Cây thì tầm khoảng từ 3 tới 5 cm đây. Và một cái dòng này rất là đáng chơi nha anh chị, là năm cánh trắng hàng Thái, thì nó sẽ có sổ ra là hồng hồng hoặc là hồng tím. Em đảm bảo với anh chị về cánh là năm cánh trắng, tại vì một số mặt hoa em để đầu clip nó sổ ra rồi anh nha. Và Thái Lan thì cũng đã tạo ra một số dòng năm cánh trắng, tuy nhiên đây là hàng công nghiệp thôi chứ không phải là hàng rừng mình nha. Em xin nhắc lại là hàng Thái công nghiệp đó, 55.000 một chậu nha anh chị. Và anh chị 55.000, anh chị mua hàng bên em anh chị cứ yên tâm anh nha. Em là kinh doanh ở trên YouTube Hoa Lan Di Phong, có website và địa chỉ bên em là 44 ấp Tân Điền, Long Thượng, Cần Giuộc, Long An, thì anh chị có thể là tới mua những cái dòng này anh nha. Rồi thì để đặt hàng anh chị có thể liên hệ về hai số hotline bên em là 0947074048 hoặc là 0938287972. Nếu mà anh chị gọi một số khách hàng do tuần này em về nhiều á, có thể là mấy bạn nhân viên kinh doanh á nghe máy không kịp, thì anh chị có thể là nhắn tin muốn mua năm cánh trắng loại 55.000. Và em sẽ bao ship cho anh chị đi nhanh trên toàn quốc. Đối với đi nhanh trên toàn quốc á, từ em ở Long An em gửi ra miền Bắc chậm nhất là 3 ngày anh nha. Còn đối với những cái tỉnh trong miền Nam tầm dao động tầm khoảng từ 2 ngày, trung bình là khoảng 2 ngày anh chị sẽ nhận được. Đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì tối hơn, thí dụ tối hôm nay giao là trong ngày mai anh chị có thể nhận hàng. Và đơn vị vận chuyển là bên em gửi bằng Viettel Post hoặc CNT, anh chị có thể lựa chọn những cái đơn vị đó và em sẽ là người chịu ship cho anh chị luôn. Từ 5 cây trở lên là em sẽ bao ship anh chị trên toàn quốc anh nha. Và anh chị lưu ý em chỉ có 2.000 cây năm bánh trắng đợt này thôi anh chị. Tại vì về 3.000 cây tuy nhiên là chia cho một anh khách quen, ảnh về ảnh nhà vườn ảnh trồng lại. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều, hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong anh nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.